Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay các xe trộn bê tông của chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình tới công trường xây dựng để lấy bê tông xi măng này. Nhưng mà hôm nay chúng ta không đi trên một con đường trơn trượt đầy tuyết nữa mà chúng ta đi vào con đường đất nha các bạn nha, để cho an toàn nè. Ngày hôm qua xe trộn bê tông của chúng ta đã đi vào một con đường đầy tuyết luôn và đã bị tai nạn, đã gặp sự cố các bạn, và đã té và nát tan tành luôn. Hôm nay chúng ta đi một con đường khác và đây là hai xe trộn bê tông màu vàng các bạn ơi, phía sau chúng ta là hai xe trộn bê tông màu hồng, màu xanh và màu cam, màu đỏ kia, rất là nhiều xe trộn bê tông ở đây luôn. Hôm nay chúng ta phải tới công trường xây dựng cho kịp giờ để lấy bê tông xi măng đi xây dựng trường học nha. Đây là xe trộn bê tông màu cam, màu xanh. Wow các bạn ơi, xe trộn bê tông ở phía trước bốc khói rồi kìa. Xe trộn bê tông màu xanh phía trước bị bốc khói rồi, không biết là sao đây. Wow, và cái xe trộn bê tông của chúng ta vẫn đang cố gắng chở nhau đi. Vì nếu chúng ta đi một mình sẽ gặp yêu nhện nhện. Nhưng mà cái gì đây các bạn ơi? Oh my god, hai quả bom. Wow, yêu nhện nhện đặt hai quả bom ở đây, khiến xe trộn bê tông màu vàng bị cán trúng rồi các bạn ơi. Nhưng mà xe trộn bê tông màu vàng không bị sao. Hên quá các bạn ơi. Và đây có một khẩu súng. Wow, khẩu súng đại bác của yêu nhện nhện. Wow, nó bắn một cái quả đạn rất là bự luôn. Kìa các bạn ơi, quả đạn đang chạy tới kìa. Cầu mong cho đừng trúng xe gì. Oh my god, trúng cái đầu xe trộn bê tông màu vàng rồi. Wow, và cố lên xe trộn bê tông màu vàng ơi, cố lên, coi chừng đổ. Wow, wow các bạn ơi, nó bắn nữa hay sao rồi, nó bắn thêm một quả nữa các bạn ơi. Chết rồi, lần này chắc chắn là trúng luôn rồi. Wow, trúng xe trộn bê tông màu vàng và màu hồng luôn các bạn ơi. Oh my god, xe trộn bê tông màu vàng và màu hồng đã bị đổ rồi. Bây giờ chỉ còn lại xe trộn bê tông màu xanh. Wow, cũng bị đổ luôn. Wow, và là nó bắn thêm một quả nữa kìa các bạn ơi. Chết rồi, xe trộn bê tông của chúng ta bị đổ hết rồi. Bây giờ chúng ta phải nhờ các xe này thôi. Đây là bốn xe cứu hộ chở bốn chiếc xe trộn bê tông này đi các bạn ơi. Hôm nay chúng ta phải đi ở đường sân bay rồi. Wow, một chiếc xe bị tụt xuống rồi. Chết rồi các bạn ơi, chiếc xe trộn bê tông màu xanh này tụt xuống rồi. Chúng ta phải nhờ tới xe cứu hộ này chở đi để cho an toàn này. Và hôm nay chúng ta sẽ đi đường sân bay này, chúng ta lên máy bay đi thôi các bạn ơi. Chứ ở dưới đất yêu nhìn nhện nó bắt mình đây rồi. Có một chiếc máy bay đang bay tới nè các bạn ơi, chúng ta sẽ phải đi nhờ máy bay thôi. Đây là chiếc máy bay màu xanh mà chúng ta đi nhờ nha. Oh my god, mà không phải các bạn ơi, đây là máy bay chiến đấu thì phải. Đúng rồi, đây là máy bay chiến đấu thả bom nè. Oh my god, tại sao lại có máy bay chiến đấu ở đây? Chúng ta phải nhờ máy bay. Wow, nó thả bom kìa. Trời ơi, chết rồi. Wow các bạn ơi, đây là máy bay của yêu nhện nhện luôn. Nó thả bom làm bốn chiếc xe của chúng ta bị lật rồi. Oh my god các bạn ơi, bốn chiếc xe của chúng ta bị lật mất tiêu, bây giờ phải làm sao đây? Đây này các bạn ơi, đây là máy bay của yêu nhện nhện đó. Bây giờ nó đang quay lại và nó tìm cách hạ xuống để thả yêu nhện nhện xuống nè. Ở trong máy bay có một con yêu nhện nhện. Bây giờ nó đang hạ cánh kìa. Wow, nó hạ cánh không thành công và nó cũng bị nát tan tành rồi các bạn ơi. Vậy là đáng đời cho máy bay này. Không sao các bạn ơi, bây giờ chúng ta có một chiếc xe trộn bê tông khác nè. Đây là chiếc xe trộn bê tông màu hồng, cái thùng đang quay. Chúng ta đã lấy được bê tông xi măng rồi, hồi nãy mình đã cho đi lấy rồi. Nhưng mà chỉ có một chiếc thôi, bây giờ đang di chuyển trên đường. Ấy, wow, có rất là nhiều xe ở đây. Wow, và có một con yêu nhện nhện phía trước kia. Chết rồi các bạn ơi, chạy qua nó thôi. Wow, nó rất là to luôn. Và có rất là nhiều xe. Wow, chiếc xe cảnh sát này cản mình các bạn ơi. Thôi, xe cảnh sát ơi, chạy ngang thôi, chạy ra chỗ khác đi để mình tới công trường xây dựng nè. Chết rồi, xe cảnh sát cản đường như mình của mình như vậy, làm sao mình đi được đây? Phải cố lên thôi các bạn ơi, chúng ta phải tới kịp công trường xây dựng để thả bê tông xi măng cho các bác thợ xây xây dựng. Wow, và có một con yêu nhện nhện khác kìa. Cái chân của nó rất là nhọn luôn. Wow, và mình đã tung trúng một chiếc xe cảnh sát nữa rồi. Chết rồi các bạn ơi, nếu mà cứ như thế này thì chắc chắn là xe trộn bê tông này sẽ bị lật thôi và sẽ không thể tới được công trường xây dựng đâu các bạn ơi. Wow, và xe trộn bê tông của chúng ta bị kẹt cái bánh rồi. Và bị dừng lại mất tiêu rồi các bạn ơi. Chết rồi, bây giờ làm sao đây? Có một cái bánh nhỏ ở phía dưới xe trộn bê tông kìa. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta lùi lại thôi, lùi lại để ra khỏi cái bánh xe này thôi. Rồi, đã rớt cái bánh ra ngoài và xe trộn bê tông tiếp tục di chuyển được rồi các bạn ơi. Hên quá. Bây giờ chúng ta phải chạy nhanh để tới công trường xây dựng thôi các bạn ơi. Và tại sao các xe cảnh sát này lại cản đường mình ta? Wow, lại tung vô một chiếc nữa rồi. Chắc là các xe cảnh sát này là của yêu nhện nhện đó các bạn ơi.
nó biến hóa ra để chặn đầu mình đó. Wow, và phía trước chúng ta có lại yêu nhện nhện Thomas Train, đầu mu sức men rất là dài. Wow, rất là nhiều chân luôn, nó đang cản đường mình, coi chừng mình tung chúng nó đó. Wow, nó rất là dài luôn, cái bánh của nó rất là to luôn. Trời, chui qua thành công rồi các bạn ơi, hên quá. Trời ơi, có rất là nhiều luôn. Và xe trộn bê tông của chúng ta đang tăng tốc các bạn ơi. Và hình như là đang xuống dốc, đúng rồi, đang xuống dốc nè. Cố lên xe trộn bê tông ơi. Chúng ta gần tới công trình xây dựng rồi. Đó, các bạn thấy các tòa nhà không? Các tòa nhà này được xây dựng bởi các bê tông xi măng đó. Vì thế xe trộn bê tông rất là quan trọng luôn. Nếu không có xe trộn bê tông thì không có bê tông xi măng đâu. Wow, lại tung vô một xe màu đỏ nữa rồi. Tại sao các xe này lại cản đường mình? Nó là xe của yêu nhện nhện đó các bạn ơi. Hôm nay không có cái xe nào trợ giúp cho xe trộn bê tông hết. Chết rồi các bạn ơi, xe trộn bê tông bị nó cản đường lại rồi. Wow, rồi hên quá. Wow, và xe cảnh sát lại dí xe trộn bê tông nữa nè. Cố lên xe trộn bê tông ơi. Không biết là xe trộn bê tông có kịp tới công trường xây dựng không, chúng ta chờ xem nha. Và xe trộn bê tông, wow, chết rồi các bạn ơi. Nó ép con chiếc xe màu đỏ, ép xe trộn bê tông vô cái tường này luôn nè. Wow, và phía dưới, phía trước của chúng ta là công trường xây dựng sắp tới rồi. Cố gắng lên, cố gắng lên nào xe trộn bê tông ơi. Wow, và nó đuổi theo xe trộn bê tông kìa, con yêu nhìn nhện này. Nó hóa thân ra thành xe cảnh sát, nó đuổi theo xe trộn bê tông kìa. Quẹo quá, quẹo quá, đúng rồi, quẹo qua đường khác đi thôi, không là nó bắt cóc mình đó. Cố lên. Wow, xe trộn bê tông bị lật rồi các bạn ơi. Rồi, bị tung vô cái cột điện luôn rồi, chết rồi. Gần tới công trường xây dựng rồi, vậy là thất bại rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta phải nhờ tới xe cứu hộ này để chạy tới cứu xe trộn bê tông đó thôi. Đây là xe ben cứu hộ màu vàng nè các bạn ơi. Bây giờ xe ben sẽ chạy tới để cứu xe trộn bê tông nha. Wow, ở phía trước có cái gì kia, wow, yêu nhện nhện bọ cạp các bạn ơi. Oh my god, có một con yêu nhện nhện bọ cạp ở đây. Chui qua nó nào, chui lưng quá. Ý, cái chân tung, hình quá các bạn ơi. Chết rồi, nó ghê quá. Ồ, rất là to luôn này các bạn ơi. Bây giờ chúng ta phải cố lên thôi. Và phía trước chúng ta là gì kêu lại một, có một con yêu nhìn nhận xe buýt chở hút người khổng lồ xanh. À, người khổng lồ vàng các bạn ơi. Và lại có rất là nhiều xe ô tô và xe cảnh sát cản đường mình luôn. Oh my god, phía trước lại có yêu nhìn nhận Jojo Chalet nữa nè. Ghê quá các bạn ơi, nó quyết tâm ăn thịt xe trộn bê tông. Nó quyết tâm ăn thịt xe này luôn. Trời ơi, lại tung chúng nó rồi. Cố lên xe cứu hộ ơi, chúng ta phải giải cứu cho bằng được xe trộn bê tông nha. Không là xe trộn bê tông sẽ bị ăn thịt đó. Được rồi các bạn ơi, đã vượt qua nó thành công rồi. Và đây là xe cảnh sát phía trước nữa kìa, rất là nhiều xe cảnh sát luôn các bạn ơi. Bây giờ mình vừa, ủa không, mình phải ban cái ban này lên thôi để cho ngăn cản lại những sự tấn công của các yêu nhện nhện thôi. Và mình biết ngay mà phía trước vẫn còn yêu nhện nhện kìa các bạn ơi, rất là nguy hiểm luôn. Và có rất là nhiều xe. Wow, phía trước là yêu nhện nhện gì kìa. Wow, yêu nhện nhện xe tăng các bạn ơi. Yêu nhện nhện xe tăng đang chờ mình. Wow, rất là to luôn. Chui qua nó thôi các bạn ơi. Thành công rồi. Bây giờ đoạn đường này rất là dài luôn, mà không biết xe trộn bê tông nằm ở chỗ nào nữa. Mình phải đi tìm xe trộn bê tông thôi. Rồi lại thêm một chiếc xe cảnh sát nữa nè. Cố lên vượt qua đây thôi. Đây là một cây cầu. Wow, vượt qua được cái cây cầu này rồi các bạn ơi. Phía trước của chúng ta vẫn là đường rất là rộng và dài, không thấy xe trộn bê tông đâu cả. Hy vọng là chúng ta sẽ tìm được. Wow, tung vô một chiếc xe màu xám rồi. Oh my god các bạn ơi. Bị mất lái rồi, chết rồi, chết rồi. Rồi các bạn ơi, hình quá. Hình xém nữa là mình tung vô gốc cây rồi. Thôi, rồi được rồi, thoát rồi các bạn ơi. Tiếp tục di chuyển nào. Tiếp tục tìm kiếm xe trộn bê tông thôi. Và ở phía sau chúng ta lại có một chiếc xe cảnh sát đuổi theo kìa. Wow, nó tung vô đít. Đít ngay mà. Đường đi rất là khó khăn luôn các bạn ơi. Hình như xe bị mất lái đó các bạn ơi. Cố lên xe cứu hộ ơi. Chúng ta phải tìm cho bằng được xe trộn bê tông nha.
Có rất là nhiều xe cảnh sát ở đây luôn rồi. Oh my god, xe này cũng bị lật luôn rồi. Bị nó tung một phát mạnh lật rồi các bạn ơi. Và đây chúng ta phải nhờ tới xe tải hủy diệt thôi các bạn ơi. Xe cứu hộ không làm gì được nó rồi, phải nhờ xe tải hủy diệt đi hủy diệt tất cả các xe thôi. Các bạn coi video nha, hôm nay mình không thể giải cứu được xe trộn bê tông rồi, nên mình phải nhờ xe tải hủy diệt này đi hủy diệt tất cả các xe này thôi, vì nó là yêu quái nhanh nhẹn đó các bạn ơi. Các bạn coi video nha. Ok, cảm ơn các bạn xem video rồi của Bus City nha. Các bạn ơi, hôm nay cái xe trộn bê tông của chúng ta đã đi đường khác, một con đường đất để mà lấy bê tông xi măng mà cũng bị thất bại luôn. Nó có một khẩu súng khổng lồ bắn nó một phát nè. Và chúng ta phải nhờ tới xe cứu hộ để chở các xe trộn bê tông khác đi mà đã bị máy bay thả bom thả cho một phát nó tan tành luôn. Nhưng chúng ta có một chiếc xe trộn bê tông khác và có một chiếc xe cứu hộ nữa để đi lấy bê tông xi măng mà cũng thất bại rồi các bạn ơi. Nên cuối cùng chúng ta phải nhờ tới một chiếc xe, đó là xe tải hủy diệt đi hủy diệt tất cả các xe luôn. Đó, hôm nay chúng ta thất bại hết rồi nha. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha. Các bạn nhớ ăn cơm, xem học bài xong rồi ăn cơm xong rồi hãy là coi video của mình nha. Các bạn nhớ vâng lời ông bà thầy cô cha mẹ nào, các bạn phải nhớ khiêm nhường nha. Hôm nay là lễ các thánh nha, các bạn nhớ đi lễ nha, và các thánh sẽ cầu nguyện phù hộ cho các bạn nè. Và các bạn ngày mai là lễ các đẳng linh hồn, các bạn phải đi lễ nha, để cầu nguyện cho linh hồn ông bà tổ tiên của mình nha, cũng như là các bạn phải siêng năng đọc kinh cầu nguyện với Chúa Giêsu và mẹ Maria nha. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha.